copy of Ren in Saigon. Xin chào các bạn, đây là model máy in Canon 29. Thì máy in này khách hàng của mình là sử dụng in giấy decal. Thì các bạn thấy nè, máy này mặc dù đã được thay bao lụa Golo F rồi ha, nhưng mà bản in ra vẫn bị như thế này. Cái này là một đứa em mình in quảng cáo nha các bạn. Thì do là ở khá là xa nên là em đã nhờ thợ ở khu vực em nó làm. Thì bản in ra thì như các bạn thấy ha, đây nó bị lập nội dung đó các bạn, nói chung là nó mực á, nó không có bám hoàn toàn lên trên cái bản in. Mặc dù khi các bạn in giấy decal thì chắc chắn là các bạn phải chỉnh cái size giấy rồi ha, cái paper tie á. Ok, bây giờ mình sẽ tháo ra mình làm. Mặc dù là bản in bình thường mình không cần phải chỉnh paper tie nha các bạn. Cái linh kiện mà chất lượng thì nó sẽ khác rất nhiều nha các bạn. Đồng ý là khi các bạn in giấy dày thì các bạn phải chọn paper tie, loại giấy nó dày lên. Tình trạng máy này mình thấy là khá là dơ ha. Rồi, như thông lệ thì tháo máy in Canon 29, chúng ta sẽ tháo hai ốc phía sau ra. Hai ốc dài nhất nha các bạn. Máy in Canon 29 mà các bạn nghe in giấy decal thì nghe cũng hơi lạ lạ ha. Rồi, lấy hình ra ngoài. Ha, mực gươm đẹp đấy chứ. Cái loại mực bơm vào nó cũng rất là quan trọng nha các bạn. Như mình có làm một cái video mà review mà để khi các bạn in âm bản thì cái mực chất lượng nó sẽ bản in nó sẽ sắc nét hơn, đẹp hơn, đậm hơn. Và in trên những cái loại giấy dày á, những cái vật liệu khác một chút xíu thì bản in nó vẫn đạt yêu cầu. Bạn thấy là tên này là hơi bạo lực đó ha. Máy còn mới cứng luôn nên là cái gì nó cũng hơi cứng nha các bạn. Nó cứng thì mình làm từ từ thôi. 1 2 3 4 móc gà vô rất là cứng. Rồi tiếp theo
mở cái hai con ốc chỗ này ra. Rồi, dỡ cái nắp này lên. Xoay cái lưng lại. Máy này khá là dơ. Ok, làm xong mình sẽ rửa luôn. Nói thiệt nha, không phải là chê. Không phải là mình làm hay như thế nào. Mà các bạn thấy nè. Nhìn bất mãn thiệt ha. Quá chán luôn. Dây nhợ có mấy cái dắt dây thôi mà kéo vậy nè. Chê nha. Chê á. Trời ơi coi nè. Ở cái móc này không biết móc như thế nào luôn nữa. Để nằm chơi dê nè. Thôi thà ta gỡ cái lò xo ra luôn đi. Chứ để nó móc như vậy thì gì. Nói chung là không đâu vô đâu hết trơn. Chê nha. Mình chắc dạng khó tính. Rồi, thay giống vậy. Nên là nói thiệt luôn á, các anh chị, các bạn mà xem video trên kênh Hiệp Tính Phát á, mà có muốn mà sửa máy hay gì đó mà kêu mình làm á, mà nhanh mau lẹ, nói thiệt với anh chị tôi không làm được. Bởi giờ là cũng có nhiều cuộc gọi là kêu tới nhà sửa. Thật ra máy hiện tại khối lượng rất là nhiều, tôi làm không sể. Mà tới nhà anh chị mà lỡ bung máy ra, nói thiệt chứ lỡ cái máy mà nó có phát sinh cái gì đó, nó gãy bể cái gì đó. Thật ra mấy độ sát là tôi nhiều lắm. Khi mà tôi làm tôi có thể cho anh chị luôn, tôi không tính tiền cũng được nữa, không sao hết. Mà tới chỗ ngồi bung ra, nó phát sinh một cái gì đó, nó gãy, nó bể hay cái gì đó, đồ đâu làm. Không lẽ bỏ vô túi lông gom đem về hả? Mà mấy cái đồ linh kiện này lắc nhắc lên, lắc nhắc anh chị thấy không? Đồ toàn là đồ nhỏ xíu không? Anh chị nào mà chơi thân với tôi biết tôi rồi á, thì mình lỡ có hư cái gì mà gấp quá tôi cho mượn máy in xài. Vô tư thoải mái. Như sáng nay có em sửa cái máy in HP 1005, em nó đang cần in bill gấp. Nó tự động, em nó tự động tới nhà tìm. Chứ thật ra là điện thoại là tôi cũng không nhận đâu, không phải là chảnh hay cái gì, nhưng mà thật ra là gấp quá. Chỗ này làm cho đứa em của mình thì đúng là mình chê thiệt á. Chê. Này là chế đây là bao lụa, cái ban cũ là bao lụa gấp. Thì em nó có thay bao lụa nha các bạn. Nên là các anh chị khi mà xem video của mình thì cũng hiểu thông cảm cho một số anh em làm nghề. Mình thấy hay so sánh giá cả này kia. Đồng tiền đi liền chất lượng nha anh chị. Không có cái gì mà rẻ bền đẹp hết. Cái này là bao lụa Goloep mới thay nha. Em nó in không có được, in chưa được, không được bao nhiêu giấy đề can đó. Thì mực nó bám lên rồi nên là đâu có in được nữa. À, bây giờ mình mở ra. Đây, mình không có nói điều với các bạn. Đồ mới ha chứ. Đồ còn mới. Mới ken luôn. Rồi, kéo hai cái lò xo xuống. Các bạn thấy nhiều khi mình làm nhiều quen tay rồi tôi tháo tháo đại luôn. Vô tư thoải mái. Nhưng mà thật ra là có phương pháp hết ha. Cái máy bên nào các bạn để linh kiện ở bên máy đó. Thì khi các bạn làm các bạn sẽ không có sợ nó lẫn lộn với nhau.
Đó, tôi vừa mới xoay đầu. Đây, các bạn thấy ha, mực nó bám vô luôn. Gulo còn mới luôn, không có thấy dấu hiệu gì của mòn hết. Máy còn mới cứng. Đây, mình in giấy đề can nên là các bạn thấy nè, mực nó bám khá là nhiều. Vệ sinh đường đi giấy thật là sạch là được. Mình cứ làm đúng quy trình thôi các bạn. Cái gì mà nó dơ quá thì mình vệ sinh cho nó thật là sạch lại. Máy photocopy cũng vậy. Cứ giải quyết vệ sinh sạch sẽ là được hơn 70%. Vấn đề còn lại là do linh kiện vật tư hao mòn. Các bạn xem video nhớ like, share, comment, subscribe ủng hộ mình nha. Để làm cho mình có nhiều động lực á, khi mình sửa máy mình còn quay lại mình chia sẻ với các anh chị và các bạn. Đây, vệ sinh phần đó xong, chúng ta sẽ lắp gulo ép vô trước nha. Gắn bật phím trước nha. Để làm xong cái sửa xong cái máy này, tôi sẽ hướng dẫn chia sẻ với các bạn cách in giấy đề can luôn ha. Bây giờ phần này mình sẽ để qua một bên. Mình sẽ lấy tới cái ba lụa. Bao lụa thì xài bao lụa xịn. Chất lượng tốt. Nãy trên trang kênh các bạn thấy có mấy cái chấm á. Đây. Mấy cái chấm này nó các bạn lặp lại trên bản in ha. Mở lụa thì nên xài loại xịn chút nha các bạn. Nhìn cái mở lụa trên cái thanh sấy này thì thấy là quá thiếu mà vừa ít nữa. Mà chất lượng chắc cũng không có luôn. Chê nữa. Rất là sạch sẽ, không phải cái thoa nhiều là tốt đâu nha các bạn, nhưng mà đừng quá ít, cũng không quá nhiều. Này in ba cái giấy đề can giấy dày mà cái mở lụa quá ít thì cũng không được nha. Đây các bạn. Nhìn cái bao lụa.
Các bạn có thấy một sự khác biệt không? Mình không có đề cao bản thân hay là cái gì đó nó to tát quá nha. Nhưng mà chúng ta làm sửa máy để nói chung là chất lượng là trên hết, thì dĩ nhiên những cái vật tư đi kèm thì nó phải tốt. Nên các bạn mà so sánh giá cả thì thôi bỏ qua nha. Mấy bao lụa này là không bao giờ bị những cái ban là không chín mực này kia ha, của tất cả các dòng máy. Rồi cái gon màu đen đen đây nó nằm cùng với cái gon của bạc vip gulo ép. Mình đã làm tới bước này rồi thì không có tiếc cái gì mà cho thêm ngay chỗ bạc phíp một tí mỡ. Số anh chị lấy, các bạn lấy mỡ bò cũng được, sang sang tí thì lấy mỡ lụa mình ịn vô luôn thoải mái. Đây đây, ok. Rồi, bây giờ mình lắp lại ha. Rồi, cứ thế mình gài lại thôi. Đấy. Thấy lắp vô thấy mà nó ngược ngược ha. Ngược. Làm sao mà ngược được, đúng không? Đây có chữ R. Chữ R nghĩa right, right là bên tay phải. Ấn vô. Bên đây có chữ L, left. Ha, left, left là bên trái. Ấn vô. Không thể ngược được. Ở trên cái miếng sắt này, đây các bạn thấy chữ L, left. Left side là bên trái, cứ thế mình gài vào thôi. Nha, cứ thế mình gài vào. Mình thấy nó cứng cứng gì đó, nó sai sai cái gì đó thì kiểm tra lại. Đây giống như cho nó gài vô thấy nó cứng, ok. Mở ra kiểm tra vì sao nó cứng. Vì sao nó cứng thì kiểm tra lại đây ngay chỗ này, nó có bị lệch chứ không bị xéo gì không ở hai đầu. Nè, video này hình như hơi bị kỹ nha. Rồi đây hai bên rồi, bên này có chữ R móc vào đấy. Rồi bây giờ chúng ta kéo gài hai cái lò xo lại. Chỗ này dùng cái kìm mà mỏ nhọn thì dễ làm hơn. Rồi, sau khi gài lại xong. Rồi, gài cái nắp nhựa vào luôn. Hai bên này có hai cái chốt. Gài vô hai cái lỗ. Rồi, gài hai cái lỗ. Các bạn anh chị vừa nghe mình bóp vào nghe một cái cọc là nó vào khớp nha. Rồi, bắt hai ốc màu đen. Ốc màu đen nhỏ nè. Không bắt lộn được ạ. Vậy mà lâu lâu thỉnh thoảng sửa máy vẫn gặp một số trường hợp bắt những cái con ốc kiểu này nè hết hồn chứ. Không sao, vì có những bạn chuyên và có những bạn không chuyên nên là lâu lâu nhầm lẫn.
mà nhầm lẫn đó thì nó nghe nó không có được lắm, không có được chuyên nghiệp lắm. Rồi, gài dây vào. Ngon lành ha. Xoay thử rồi. Bao lửa quay rồi. Làm xong rồi các bạn nhớ xoay. Bao lửa xoay được là ok. Nha. Bây giờ lắp vào máy thôi ha. Đây, bên trái các bạn nhìn thấy có một cái khe đây. Rồi, nó khớp với cái này. Gài vô đây. Một lỗ, hai lỗ, ba lỗ ốc. Mấy video này các bạn thấy mình sửa máy in cái lọc hành chính là hơi bị nhiều, hay mình làm hơi bị nhiều quá. Các bạn có thể tham khảo. Thật ra là khi mà nó gắn vào thì nó tự động nó vào khớp luôn các bạn. Các bạn không quen tay thì mình cứ làm từ từ thôi. Nhớ ha, 1, 2, 3 con ốc. Ba con ốc này là ba con ốc ngắn thôi nha các bạn. Ba con ốc ngắn thôi. Đây. Xếp ba con ốc lại. Mình làm kỹ thuật ha. Xếp mà nguyên khối gì thì mình xếp lần lượt từng con. Sau khi xiết vào xong hết rồi chúng ta mới đồng loạt xiết ốc. Anh chị nào mà coi lướt qua thì mất những cái chia sẻ cơ bản này ha. Rồi, bây giờ tới phần đi dây nha. Mấy anh nào mà coi đi dây mà thấy xấu quá thì coi mình kéo dây. Nghe to tát quá. Nghe kinh khủng quá ha. Đang mình cứ luồn vào từ từ thôi. Bao đẹp. Bạn thấy mình làm đâu có cái gì khó khăn đâu đúng không? Đấy. Đây cái lò xo. Cái lò xo hồi nãy các bạn đó bạn không biết gắn. Bạn ấy gắn nhìn thấy giật cả mình. View gần gần cho các bạn xem. Đấy, lò xo về đây. Đó, gài xuống. Quá ok ha. Rồi, giờ xoay qua đây. Rồi, thường cái bó dây này cho nó nằm vô trong rồi. Nó có cái rãnh sẵn. Các bạn thấy là thường mình làm mình nắm nguyên cái bó mình dẫn nó đi thôi. Rồi, gài nó qua đây. Mình đi như thế này cho nó gọn đó. Vào bên trong cái sườn máy là ok. Về tới đây là không thể nào mà có gì dư dây ngắn, dây dài, dây thiếu được hết đó. Đưa tới đây là nó vào khớp hết rồi. Này cái gì màu đen? Vậy màu đen ha. Mình cứ cắm từng giắc một thôi. Thật ra các bạn muốn cắm ngược cũng không cắm ngược được đâu. Giắc nào nó ăn giắc nấy rồi. Không có cắm ngược được. Màu đen dưới đây. Nãy các bạn thấy là mình muốn cắm ngược, có cắm được đâu. Không thể nó cắm ngược được. Cố tình cắm cũng không được luôn, phải không? Dắt nào nó ăn theo dắt đấy rồi. Quá gọn ha. Nha, các bạn xem cứ từ từ. Đừng lướt nhanh, lướt vội. Lướt qua rồi, không biết là tôi đang làm cái gì, tôi đang nói cái gì. Rồi vô comment chửi tôi. Mệt lắm nha. Rồi xong. Cái bộ vỏ thì nó dơ quá để đi ngâm, đi rửa.
Bởi sửa máy là không vội vàng được. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắp vỏ máy lại nha các bạn. Vỏ máy sau khi được rửa phơi khô thật là sạch sẽ. Sửa máy cũng mất thời gian lắm các bạn ơi. Không nhanh mau lẹ được. Đây, rửa sạch ha, bỡ bụi rất nhiều. Cho hai cái tay sấy vào trước. Nha, các bạn đẩy nghe nó vào khớp một cái kịch là ok. Không vào khớp thì phải chỉnh như thế nào đó cho nó vô khớp lại. Cố định siết hai ốc lại. À, kéo cái tay màu trắng lên gà vào đây. Rồi đến cái nắp cửa rửa sạch lắm luôn ha, rất là sạch. Gà hai bên vào khớp như thế này là ok. Nắp lần ha, quá sạch. Rồi, hai cái nắp bên không. Bình rửa quá sạch luôn nha các bạn. Đằng sau lưng là hai con ốc dài nhất. Cắm dây nguồn vào, cắm cáp in vào. Rồi, xoay mặt trước. Cái này hôm bữa dán keo nên là mình phải lấy cà na mình đánh ra nha, chứ mình rửa xong nó không ra được. Bây giờ in test giấy decal luôn. Và đây là cái hầm mực.
Giờ là ok nha các bạn.